Chào mừng bạn quay trở lại với Bài học thành công, phát sóng vào 7 giờ tối thứ hai, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Bạn có thể học cách làm video giống như admin theo đường link để ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn vừa mới chia tay người yêu, bạn đang thất tình ư? Ôi không, từ ngày chia tay, chẳng có một dòng tin nhắn yêu thương được gửi đến trước khi đi ngủ, cũng chẳng có ai gọi điện đánh thức ta dậy, chẳng có ai hỏi han quan tâm đến những việc mình làm, sẽ chẳng có ai bên mình lúc vui, sẽ chẳng có ai để mình ôm chặt lấy những lúc buồn. Tuy rằng trái tim vẫn nhớ đến người đó, nhưng lại chẳng có tư cách để đòi hỏi sự quan tâm. Đôi lúc muốn xin lỗi về mọi chuyện, muốn bắt đầu lại từ đầu nhưng chẳng thể, cũng chỉ vì lòng tự trọng và sự nặng nề của hai chữ chia tay. Đau một nỗi, chia tay đâu phải là ngừng yêu, đâu phải là ngừng quan tâm đến người còn lại. Chỉ là những hành động đấy sẽ lặng lẽ diễn ra, chỉ một mình biết. Người kia sẽ chẳng biết đến hành động này của mình. Chỉ là khi bất chợt nhìn thấy hình ảnh họ, trái tim ta lại vô tình nhói đau hay vô tình rơi nước mắt. Hoặc khi đi qua chỗ từng hẹn hò, ta lại ngồi đấy và nhớ lại cảm giác cũ yêu thương xưa kia. Khi duyên phận đã hết, hãy nhẹ nhàng buông tay. Này bạn, buông đi. Rất nhiều bạn trẻ khi cảm thấy tình yêu không còn, hoặc một trong hai người đề nghị chia tay, nhưng vì kiêu hãnh, vì gia đình, vì dư luận nên không dám đối mặt mà lại năn nỉ, níu giữ. Đừng đối xử tệ bạc với chính bản thân mình như thế nữa. Bạn sẽ chỉ nhận được sự thương hại, bởi nếu người ta còn tình cảm với bạn thì đã không để bạn phải níu giữ. Tình cảm là sự bắt nguồn từ cả hai người. Vì vậy, khi cảm thấy cái gì không thuộc về mình, hãy nhẹ nhàng buông tay, coi như duyên phận với nhau đã hết. Giữ người ở, chứ không ai muốn giữ người đi. Chẳng có gì là vĩnh viễn. Thể non hẹn biển, đời này kiếp này sẽ mãi ở bên nhau. Bạn và người yêu trao nhau những lời thề nguyền, sắt son chung thủy, yêu nhau đến tận đầu bạc răng long. Tất nhiên, khi yêu, ai cũng có thể nói hay, và lời nói lúc đó không phải là giả dối. Nhưng bạn biết không, cuộc sống mà, chúng ta nào có thể nói trước được điều gì? Hôm qua, tình yêu của các bạn rất đẹp, nhưng hôm nay đã có thể có rạn nứt và đổ vỡ. Vì vậy, đừng tin vào những gì là vĩnh viễn, hãy sống tốt cho ngày hôm nay. Và hãy chuẩn bị tâm thế cho mình trong những trường hợp xấu nhất để không bao giờ phải bất ngờ. Một phút nóng giận có thể phá vỡ tất cả. Nóng giận mất khôn. Rất nhiều cặp chia tay nhau chỉ vì những lời nói nóng giận trong lúc cãi vã. Dù sau này đôi bên cùng xin lỗi, thì những câu nói đó cũng mãi là những vết dao hằn sâu trong trái tim mỗi người. Vì vậy hãy nhớ, lời nói có thể kết nối trái tim, nhưng cũng có thể lại khắc sâu thêm căm thù giữa hai người. Vì vậy hãy quên đi những lời của đối phương thốt ra khi nóng giận. Vậy làm sao để vượt qua nỗi đau sau chia tay, thất tình? Thứ nhất, hãy khóc thật to. Này cô gái, hãy cứ khóc đi cho vơi bớt tấm lòng. Này chàng trai, nếu muốn khóc, đừng cố ngăn dòng nước mắt. Đàn ông thì cũng là người mà, cũng có cảm xúc. Cớ sao cứ phải kìm nén đau đớn trong lòng? Cách tốt nhất để giải tỏa một chuyện buồn là hãy khóc thật to. Tìm một chỗ yên tĩnh và không ai có thể làm phiền để bạn có thể thoải mái khóc. Sẽ không ai trách bạn yếu đuối hay ủy mị đâu. Hãy khóc để giải tỏa những u uất bạn phải chịu trong suốt thời gian vừa qua. Sau khi khóc thoải mái, bạn nên cho bản thân thêm một ít thời gian suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra một cách khách quan. Có thể đây là khoảng thời gian rất khó khăn và đau đớn, nhưng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Vì chính trong đau khổ, con người ta mới có thể trưởng thành hơn. Này bạn trẻ, hãy nhớ nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hãy buông bỏ thứ không còn thuộc về mình. Thứ hai, không níu kéo. Hai bạn không còn thuộc về nhau, cứ cố níu kéo chỉ vô ích thôi. Hãy thử hỏi bản thân, tại sao bạn lại tìm cách níu kéo một người không còn yêu bạn và sẵn lòng bỏ bạn ra đi bất cứ lúc nào? Giả sử như người đó có ở lại, thì hạnh phúc bạn nhận được có thể như trước không? Hay chỉ còn là trách nhiệm và thương hại lẫn nhau? Bởi vì bạn xứng đáng với người tốt hơn. Mỗi người đi qua cuộc đời bạn đều có một lý do. Đôi khi một người ra đi không hẳn là xấu, mà chỉ để bạn mạnh mẽ và chín chắn hơn trong những đoạn đường kế tiếp. Đừng cố chấp ở mãi bên người làm mình không vui. Bạn sẽ không bao giờ gặp được người đích thực dành cho bạn đâu. Thứ ba, tha thứ và quên lãng. Không có ai hoàn hảo, bạn cũng vậy. Tha thứ cho người khác
cũng chính là tha thứ cho bản thân mình. Sau khi giai đoạn đầu của cảm giác sốc và đau buồn đã trôi qua, bạn sẽ có thể bắt đầu bỏ qua mọi chuyện và duy trì sự bình tĩnh của bản thân. Khi bạn tha thứ cho người yêu cũ của bạn về tất cả những việc đã xảy ra, bạn sẽ bắt đầu quên chúng. Điều này là hoàn toàn bình thường vì đây là một chu trình tự nhiên. Hãy nhớ rằng, tha thứ là một hành động mà bạn thực hiện vì bản thân, chứ không phải vì người khác. Thứ tư, loại bỏ các kỷ vật. Kỷ vật rất tốt và cũng rất đẹp, đẹp lắm. Nhưng kỷ vật còn neo giữ những ký ức, kỷ niệm của người cũ. Lưu giữ những món quà quý giá của người yêu cũ hoặc bức tranh của cả hai sẽ ngăn cản bạn không thể chữa lành vết thương và tiến bước. Bạn sẽ mãi ở đó mà sao chẳng thể bước tiếp. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng lưu giữ chúng bên cạnh sẽ đem lại cảm giác buồn bã, cô đơn hoặc giận dữ cho bạn. Vậy hãy thả chúng đi, cho, tặng, đốt, xé, cho chúng vào giỏ xác, bằng cách nào cũng được. Hãy giải phóng những kỷ vật của người ấy ra khỏi cuộc đời của bạn. Thứ năm, xách ba lô lên và đi đến nơi nào bạn thích. Hãy du lịch đến một nơi xa lạ, gặp gỡ nhiều con người mới, nhìn cuộc sống với góc nhìn mới. Đặc biệt là cho mình thời gian nhìn lại cuộc đời lẫn những mối quan hệ xung quanh bằng cách đi đâu đó một mình. Cho dù bạn không muốn đi, nhưng hãy cứ bước đi, bạn chắc chắn sẽ khuây khỏa hơn rất nhiều. Hãy đến nơi mà bạn đặc biệt yêu thích và muốn đi, nhưng kế hoạch đó bị bỏ xó vì một lý do nào đó. Thì đây chính là cơ hội để bạn sống lại một cuộc đời theo những gì bạn mơ ước. Những chuyến du lịch sẽ khiến đầu óc bạn được thông não hơn rất nhiều đấy. Thay vì ngồi buồn rầu ở nhà, thì đi đâu đó tận hưởng cuộc sống tươi đẹp ngoài kia chả phải là một ý kiến hay sao? Thứ 6, trở về nhà. Nếu bạn thực sự không muốn đi, có thể bạn là người hướng nội. Nếu bạn là người hướng nội và muốn tìm cảm giác bình yên trong những ngày này, thì về nhà là một gợi ý phù hợp. Quê nhà là nơi ta luôn được tha thứ và chào đón bất cứ khi nào. Hãy về bên bố mẹ, cùng họ tỉ tê hàng tỷ thứ trên đời. Đã bao lâu rồi bạn không tâm sự cùng mẹ? Mẹ sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích, không chỉ trong tình yêu mà còn trong cả cuộc sống nữa. Rồi cắn miếng cà giòn tan như bữa cơm hồi bé. Hãy thử làm những việc bạn chưa có thời gian làm cùng gia đình, như nấu một bữa cơm thật ngon, cùng bố đánh cờ hay chơi đá bóng cùng đứa em chẳng hạn. Đôi khi, sự bình yên và ấm áp của gia đình chính là liều thuốc hữu hiệu nhất cho bạn trong khoảng thời gian hậu chia tay này. Thứ 7, giữ cho mình bận rộn. Đừng cố để quên đi, bởi vì càng cố quên, bạn sẽ càng nhớ thêm. Vì vậy, bạn hãy giữ cho mình bận rộn. Hãy tự liệt kê cho mình một đống công việc cần làm, một tá người cần gặp, một tỷ thứ cần học, rồi thả mình vào đó. Đừng để thời gian trôi qua trong vô nghĩa, khi lẽ ra bạn phải đang sống những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời mình chỉ vì một tan vỡ trong tình yêu. Lập một kế hoạch mới cho cuộc đời mình mà không có hình bóng của tình cũ, mọi thứ chỉ là cảm xúc đang chi phối bạn. Vì xét cho cùng, anh ấy hoặc cô ấy không bao giờ là tất cả đối với cuộc đời của bạn. Khoảng thời gian càng trống trải chỉ làm bạn càng nhớ về những chuyện đã qua. Để kia tất cả những công việc mà bạn muốn thực hiện và bắt tay vào làm thật nhanh để lấp đầy khoảng trống. Thứ 8, dành thời gian cho bạn bè. Đã bao lâu bạn không ngó ngàng đến lũ bạn thân từ khi có người yêu? Bạn hay vắng mặt bao nhiêu buổi tụ tập bạn bè chỉ vì ưu tiên đi chơi với người ấy? Hãy nhớ, bạn bè từng là thứ quý giá và đừng bao giờ đánh mất nó. Tao đang thất tình chúng mày ạ. Đừng giữ nỗi buồn một mình mà hãy chia sẻ nó cho bạn bè bạn. Ngoài việc cho bạn những lời khuyên để mà sau đó vứt vào xọt xác, thì đám bạn thân cũng sẽ đá đít bạn, giúp bạn suy nghĩ tích cực hơn. Bạn cũng sẽ là trung tâm của mọi trò đùa, giúp bạn khuây khỏa hơn. Thứ 9, đừng vội yêu ai để lấp khoảng trống. Đừng vội yêu để mà cho có hoặc để trả thù, bởi chính bạn sẽ là người phải trả giá cho quyết định sai lầm đó. Tin tôi đi, tổn thương không thể được xoa dịu bằng cách tìm ai khác lấp vào. Trái tim bạn cần được nghỉ ngơi và lấy lại cân bằng. Đừng vội chủ quan cho rằng việc yêu một ai đó mới sẽ khiến bạn khá hơn, bởi có thể đó là một quyết định sai lầm. Và chắc chắn sai lầm đó sẽ khiến bạn tiếp tục bị trả giá tồi tệ đến thế nào khi đối phương phát hiện bạn không thật lòng. Ở bên cạnh một người mà bạn không thật lòng yêu chẳng phải là một bi kịch cuộc đời đó sao? Vì vậy, hãy để thời gian xóa mở đi những kỷ niệm giúp bạn có được sự cân bằng nhất định trong tâm trí. Khi đó, trái tim mới có thể nguôi ngoai.
đến một ngày, con tim ấy sẽ lại tiếp tục yêu đời và rung động trước một người khác xứng đáng hơn để đồng hành cùng bạn trong suốt hành trình còn lại của cuộc đời. Tóm lại của video này, cách vượt qua sau chia tay, thất tình. 1. Khóc thật to. 2. Không níu kéo. 3. Tha thứ và quên lãng. 4. Loại bỏ các kỷ vật. 5. Xách ba lô lên và đi đến nơi nào bạn thích. 6. Trở về nhà. 7. Giữ cho mình bận rộn. 8. Dành thời gian cho bạn bè. 9. Đừng vội yêu ai để lấp khoảng trống. Bài học thành công, chúc bạn hạnh phúc. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.